Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về vật phẩm số 16, Royal Ration. Royal Ration là một loại thực phẩm được đánh giá cao chỉ có ở trong The Bike Room. Thông thường thì Royal Ration sẽ không bị ẩm mốc, nhưng nó lại được biết đến với khả năng tiêu thụ nhanh chóng của nó. Royal Ration là một loại gelatin màu trắng có thể ăn được. Những người đã từng ăn chúng đều đồng ý rằng đó là thứ ngon nhất mà họ từng ăn. Tuy nhiên, mô tả về mùi vị của nó rất khác nhau giữa các đối tượng, từ một hương vị ngọt ngào, nhẹ nhàng và ngon lành, đến những thứ được mô tả là một bữa tiệc phù hợp cho một vị thần. Nếu bạn ăn bất kỳ phần nào của Royal Ration sẽ cung cấp chất dinh dưỡng tương đương với 3 bữa ăn thích hợp. Về mặt lý thuyết thì Royal Ration có thể được sử dụng để giải vấn đề nạn đói ở trong The Bathroom, nhưng trên thực tế điều này không hoàn toàn đúng, vì những người đã ăn nhiều hơn một thìa sẽ trở nên thèm ăn hơn. Các nghiên cứu hóa học của vật phẩm này đã bác bỏ hoàn toàn khả năng rằng Royal Ration có một loại chất gây nghiện nào đó ẩn trong các mẫu vật phẩm. Và theo giả thuyết của mình, bên trong nó chắc chắn có một loại chất nào đó làm kích thích sự thèm ăn của những người đã ăn nó. Người ta đã mở ra các cuộc thử nghiệm rộng rãi hơn về Royal Ration, và điều này đã cho thấy sự bất khả thi trong việc nghiên cứu các mẫu vật vì các mẫu Royal Ration đã bằng cách nào đó biến mất. Có lẽ là do những người lang thang đã lấy nó để tiêu thụ vì nó quá ngon, đó cũng là một lý do. Hiện tại, người ta vẫn chưa tìm ra được nguồn gốc của loại thực phẩm này hoặc phương thức chế biến của nó. Tất cả những thông tin mà ta có hiện giờ đó là Royal Ration thường được lấy từ những người có quan hệ với các tổ chức bí mật. Royal Ration được phát hiện lần đầu tiên ở Level 23 chỉ vài ngày sau sự cố ở Level 4 bởi một nhóm những người lang thang. Vì nhóm được đề cập ở thời điểm đó rất cần thức ăn nên họ đã ăn nó. Nhóm những người này đã có thể sống sót nhờ những phần nhỏ được cắt ra từ Royal Ration, và ngay sau khi thoát khỏi Level thì họ đã trở thành một nhóm lớn, rất có thể là do tinh thần cao trong nhóm. Nhưng tất nhiên, nhóm này đã bằng cách nào đó tan rã mà không để lại bất kỳ một cái tên nào. Rất có thể là do nguồn Royal Ration của họ đã cạn kiệt. Từ đây, người ta đã tìm thêm được 4 mẫu Royal Ration ở Level 23, thế nhưng không có nhiều thông tin về chúng do tính chất của vật phẩm. Sau đó, Royal Ration một lần nữa được tìm thấy ở Level 56 trong 297 chiếc hộp được đóng gói gọn gàng. Mỗi một chiếc hộp hoàn toàn không có gì đặc biệt, ngoại trừ một cụm từ là Exodus 38 được viết bằng bút lông trên một trong số những cái hộp. Nhóm nghiên cứu về vật phẩm này đã không thể thu hồi bất kỳ chiếc hộp nào trong số những chiếc hộp nói trên sau 2 ngày bị đột kích bởi một vài nhóm nhỏ. Hiện tại thì cụm từ Exodus 38 vẫn còn là một ẩn số. Và mình tin rằng việc nhóm nghiên cứu về vật phẩm này đã bị công kích bởi một vài nhóm nhỏ chắc chắn có liên quan. Một là những nhóm nhỏ đó rất cần thực phẩm và Royal Ration là mục tiêu của họ. Hai là những nhóm này được điều khiển bởi một tổ chức hoặc một nhóm lớn hơn nhằm cướp đoạt và chiếm lấy những vật phẩm có giá trị. Thế nhưng điều này vẫn chưa được chắc chắn. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.